Thưa quý vị các bạn, mình sau tính hôm nay đành phải vì thời gian quá gấp rút, bây giờ là gần 4 giờ rồi, cho nên là không có 3 giờ không có chạy về, không về kịp, cho nên là thôi thì đi được gần mười mấy gần mà khoảng được mười mấy hộ, gần 20 hộ ở A Vao, và mình chạy thẳng về Ba Lòng luôn để sợ đã hẹn với thầy hiệu trưởng rồi, với lại ở trạm y tế rồi. Thì trên đường về mình đi ngang ngay gần cái sông ở đây là sở thuộc xã Ta Long, thì cái chị ở chị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc ở Quảng Trị cũng nói đây có bà con thiệt hại nặng, và rõ ràng mình thấy đây có rất nhiều hộ là hộ sát sông có tốc mái rồi hết. Cũng tranh thủ xuống giúp cho bà con của bác. Nhà bà đâu? Nhà bà ở đâu? Nhà bà đây hả? Ừ, thầy. Không không, bà không không nghe, không biết được tiếng. Bà không có biết tiếng Kinh hả? Không biết tiếng Kinh hả? Bà nay nhiêu tuổi? Bà trong đi còn nói còn rõ. Điếc hả? À. Mẹ bao nhiêu tuổi? Hôm nay mẹ nhiêu tuổi? 95 hả? Trời ơi, 95 tuổi. Đây nhà ngoài nhà mẹ hả? Ừ. Nhà mẹ ở đây, ở đây ở nhà con. Nhà tin nghĩa ở đầu phía. Thấy cái nhà này mình thấy bị bay tùm lum hết rồi phải không? Hôm bữa nhà to này cũng bay luôn hả? Mới lên mới lộp lại hả? Chưa. Trời ơi, tè tua quá, vô đi vô coi nhà đi. Gió vẫn còn lồng lộng phần phật đây bà con. Bà chừng ra bước chuột sập. Đó, đây là nhà của nhà này của ai? Của mà của mẹ hả? À, nhà tóc mái tróc lóc hết. Tắc ngoác luôn, ở bên phía này cũng tắc ngoác, phía trên thì còn ủa nhà này của mẹ hả? Của bà hả? Nhà của bà đó. Ôi. Sơ sát hết, tan tác hết. Ờ, nhà bên phía sau hả? Ờ. Dạ. Cái nhà nào? À, nhà phía tuốt phía sau này hả? Đây, nhà đây luôn, kể đấy. Nhà kế, ủa nhà này nhà tường mà cũng bay luôn hả? Đây, đây, khoai sau, nhom phía sau rồi bay. Nhà bê tông cũng bay đấy phía sau. Hôm bữa nước nó ngập lên tới đâu anh? Đây, sóng đuổi này hết. Ờ. Đây luôn. Ngập lên tới đâu? Lên tới đâu? À, lên tới sàn này luôn hả? Ừ. Ủa mẹ ơi. Hả? Dạ, dạ, dạ. Này, bà ngu, này. Con cháu bà đâu? Con cháu bà ở đâu? Đây anh ạ, à. Ở đấy con cháu của bà nên mà bà cổ hả? À. Bà cổ đây con bà ngủ ở đây lúc con chó bào xuất tính ấy, là bà ngồi nằm ở đây. Bà cổ của em á. Bà già này chung ba đi phải nói chân lớn bà
Không biết. Đây phải có địa phương mình mới biết được. Ừ. Chứ đâu có ai ai xác minh được là hơi khó, hơi khó. Ừ, ví dụ giờ muốn giúp bà nhưng mà bây giờ cũng không biết là mấy các bạn ở này là có liên quan gì với bà hay không, nhiều khi là giúp không đúng người. Đây, đây là chồng qua. Ông con của cô mua, con của cô mua. Nhà đây mà. Con ruột cô mua. Thấy hoàn cảnh thì thấy ấy, nhưng mà giờ sao ta? Để tạo trộn luôn kia đó. Ừ. Nhà này thì đóng. Đóng con người đi làm hết. Cháu ruột của bà là cháu bà ai? Ai là cháu bà? Này, bà. Mệt. Mời thì tao. Là cháu. Cháu mời lại, cháu mời. Nguồn đàn trưa ông ngưng nào. Người điệp tại cũng nghe mấy. Anh lưu. Nó cháu mời. Bà đi. Ăn lơ, nó chào mời. Ăn lơ, nó chào mời. Con chào cơ. Ăn lơ, nó chào mời. Đây là nhà của bố chứ, của con chứ. Của mù. Có của mù đó. Đây là nhà con. Ủa mà sao không làm lại nhà cho bà ở vậy? Bị lũ tấn bao trên á. Hả? Bảo số 9 nghe bảo số 10 nên họ chưa sửa. À, nghe bảo số 10 tới chưa sửa hả? Mà cũng chưa có tiền để sửa. Rồi. Cũng khó quá. Ủa, nói chung là cũng không biết được. Sợ là không có đúng người đúng việc á. Lấy thì cái luông đấy đó. Bà ơi. Dạ, con này. Mời nó rồi. Nhiều khai cũng như là cũng vừa con bà. Điệp không nghe mấy. Dạ. Đây con biếu bà. Cho mình ra. Đây con gửi bà. Dạ. Dạ 10 triệu, 10 triệu. 10 triệu nha. Ừ, mua một bó ván rồi ấy là cho bà nha. Dạ. Đây lợp lại nha. Dạ. Làm lại nha. Dạ. Dạ. Cô yêu em nghe rồi, em xuống nhìn cái chèo hơi chỉ đảm bình thường. À, ta mà cho phạm viên cho là pro. Cho là pro. Ồ, mưa. Chứ giờ lắc. Trời ơi. Đây nhà của cụ đây bà con, thấy cái nhà của cụ đây, sơ sát hết. Đó, nhưng mà mình cũng sợ, mình không có dám ấy, sợ không đúng người đúng, không biết là phải con cháu của cụ không, cuối cùng đưa tiền thì không có quấy, cho nên mình cũng không dám cho cụ nhiều. Đó, thì thôi tạm chắc là cũng đóng góp cho cụ một chút vậy thôi chứ. Không có biết chính xác là phải con gái của cụ hay không. Đó, ở dưới đây là cái nhà này ngay sát sông luôn. Ở đây là xã Tà Long. Ôi, đường xuống hơi khó nha. Ở đây sát cái mép nước luôn mà. Hôm nay mình thấy sạt lở tùm lum hết này bà con thấy không? Rồi tóc hết trơn rồi, không còn gì hết. Sợ chó cắn quá. À, dạ, cái hồ này ngập sâu luôn hả? Ồ, ngập lên tới trên luôn hả chị? Dạ. Đó, chị Hương bên mặt trận Tổ quốc. Dạ, anh chào cô. Chào con. Chó có cắn không con? Có không? Trời ơi kìa, mưa thảm chưa? Đây, mời bà con vô xem thăm nhà của chị đấy. Gần cả tháng luôn hả? Mấy tên, năm
6 tuần liên tục là họ bị toàn bị dưới chơi chứ không ở đây được. À. Mấy tuần coi như mấy bão liên tục, mấy cơn bão liên tục. Đó, cái yêu này thấy. Em ơi. Đó, tanh bành hết. Và bão liên tục tới mức người ta không có, thứ nhất là người ta không dám sửa luôn, người ta không sửa. Không, không bảo liên tục không nên không sửa, vẫn hai nữa là cũng không có tiền để sửa. Để em bảo lại việc một cô nữa này. Dạ. Có phía bên đây là cái hộ bên này kia tan hoang hết. Ôi nhà mà nằm ngủ, có như nào ngồi ngủ ngủ chung, ngủ mưa luôn, tắm mưa ngủ luôn. Sáng. Đó, hứng nước mưa rồi, thấy tội, thấy thương không? Nhà con có mấy người? Nhà con mấy người? Dạ, bên nhà. Dạ, anh. À, anh 8 người. Anh chủ nhà hả? Dạ. Dạ. Em con gái hả? Con dâu. Con dâu. Dạ. Mẹ em bé mấy tháng vậy? Một tháng. Rồi mới một tháng à. Rồi hôm hôm bão lũ thì sao con? Di cư di chuyển bão lũ. Di cư. Di chuyển đi. Rồi mới có một tháng mà phải sống chung với lũ rồi kìa. Rồi, ở gia đình này, ở hộ mình mấy, ở mấy người anh? Có mấy người? À, cả con dâu đó là 10 người. 10 người hả? 10 người ở nguyên chung cái nhà này luôn. Rồi bây giờ nhà cửa vậy thì sao? Thì nhất làm sao vì trời nó làm gì thì rồi rồi, rồi ở đâu? Rồi ở đâu? Rồi ráng nép qua nép một bên này. Rồi chỗ này cũng lũng nữa. Ủa sao anh chứ anh không lợp đi, không lợp. Vì chưa lợp là nghe thông tin còn lụt bão mà sợ không có tiền mà mua. Rồi mua lại mà mua rồi sao nó bay nữa? Bay nữa thì không có tiền. Trời đất. Dạ dạ. Như kêu nhà anh hồi trước nhà bếp thì nó ngập hết rồi. À cái đó là nhà bếp anh. Nhà bếp bên đó. Bên kia. À. Thì ngập rồi. Đó cái gì mà bà con nghe nói thì... nói chung là nhà ở 10 người. Mà bây giờ cứ bão tới nên bây giờ nó giờ không dám lợp lại luôn mà là vì lợp lại nó bay nữa là vay tiền mượn tiền đi mua đồ về lợp. Lợp lại thì nó bay nữa rồi lại là đổ nợ nữa nên là cứ để vậy luôn chừng nào bão dứt hẳn. Dứt hẳn mê. Dạ. Anh làm gì anh? Nghe nông. Làm nông hả? Ruộng hả? Dạ. Rồi rồi tổng thu nhập một tháng được nhiêu? Thì mình dạ. Có mình anh lao động chính thôi. Ờ cũng được 500-600 gì đó. 500-600 ngàn một tháng đó hả? Rồi sao anh? Chỉ có chị yêu mình làm là anh mấy cháu? Anh mấy cháu? 6. 6 cháu. Dạ. Là cháu lớn nhất là chồng cô bé này. À, cháu đây là con dâu thứ hai. Dạ. Yeah. Ủa anh sao thấy anh nói lớ vậy anh người dân tộc hả? Anh người đồng bào hả? Dân tộc Vân Kiều. Vân Kiều. Yeah. À anh người đồng bào Vân Kiều. Ở trên đảng Trư Dê trên Avao là bà cô. Bà cô. Dạ. Yeah. Người dân tộc là đường trụt. Dạ rồi thôi chắc em gửi giúp anh nha. Đây, xin em gửi anh đây, cảm ơn, dạ 30 triệu, dạ em gửi anh 30 triệu anh. Cảm ơn bên Hậu Tâm, dạ dạ, giúp đỡ gia đình của em là khó khăn, dạ, nói chung là cảm ơn. Dạ thôi đây em gửi em xin anh cộng thung, dạ em gửi anh 30 triệu chắc là mua mấy cái ấy rồi là về lợp lại cũng được anh ha, nha, cái lại lo cho mấy đứa nhỏ thấy, dạ anh nha, rồi nhà 10 người. Con trai anh đó hả? Đây là con út. Con út? Dạ. Ừ. Đây, con nhìn rồi, bên đây nó tóc từ lưa hết trơn nè. Rồi ở phía sau tè tua hết ghê quá. Thật sự cũng không biết bao nhiêu cho đủ. Rồi nhà ở sát cái mép nước này cho nên bây giờ nó sạt lỡ hết thì ghê quá.
Ồ, cái xã Tà Long này cũng nặng quá hả chị hả? Cái xóm này có những cũng à, bão. Dạ. Xóm này vừa ngập vừa bão sát sông nè. Dạ, rồi mình đi thì mình tranh thủ đi thêm một hai hộ đấy. Dạ, thôi em chào anh nha. Rồi dạ, dạ. Trời ơi, mới có một tội nghiệp không? Mới có một. Rồi mới một tháng tuổi mà sống chung với lũ rồi. Con trai con gái vậy con? Con trai hả? Dạ. Tới đây nè chú ơi. Đây chú cho thêm con 10 giờ cho thêm con nè. Đó. Cho chú con thêm con 10 triệu nha. Rồi. Rồi gia đình vậy thương quá. Đây bà xã anh đó hả? Dạ. Rồi ơi cái nhà bếp. Là nấu cơm đây luôn, ăn đây luôn. Cơm đây luôn, đi bếp kia thì hành đi ngất luôn. Dạ. Dạ, anh nói chuyện anh vẫn cười vui vẻ lạc quan. Trời ơi dễ thương quá. Làm sao anh? Làm sao à? Làm sao đi chơi chơi đàn không phải mà học hà mà chơi em tính. Ví dụ. Thường vậy. Dạ rồi em xin phép anh nha, em đi thêm một vài hộ nữa. Ở đây có hộ nào nặng nữa không anh? Mấy hộ? Có bên kia. Hộ bên kia hả? Yeah. Bên kia rồi. Anh chắc mình đi cái nhà bên đây thử. Nhà này của ai ta? Trời ơi nó sạt đất xuống rồi, ghê quá. Dạ. À. Hơn nửa mái nhà luôn hả? Ồ. Bán con nữa. Ba bao nhiêu tuổi? Tao quay từ ngoài. Tại chụp tao quay. Hôm qua thăm bà trước đi. Ba hơn rồi. Ba 46 ba nhiêu tuổi con hả? Bà chắc ở trăm mấy bảy mấy đó chứ. Nhà này thì đỡ hơn chút. Ôi trời. Rồi nhà sáng trưng luôn. Rồi bà ngủ ở đâu? Ông hả? Ừ. Ông thật thay rồi. Dạ. Yeah. Rồi chừng nào mới làm bà? Chừng nào mới lợp lại? Chưa. Này mọi làm bởi 2 năm. Ờ. Dạ. Yeah. Con cái đâu? Con trai. Con trai đâu? Đây. Ủa đây cũng con trai rồi này, cũng cháu trai bên kia luôn hả? Này cái nhà bà. À. Nhà con này cái nhà mẹ. À. Nhà, nhà, nhà con nhà mẹ. Con rể làm giúp. À à à. Không phải mà tên bọc tên mẹ mà làm nhà nó. À à. À. Trời ơi. Cậu này là coi như là con hai bên luôn, chạy một vòng luôn. Trời đất. Rồi con giúp cô 10 triệu cô lập mà mái nha. Là gì là con của cái ba cụ bên đó. À gì là con bà cụ bên đó hả? Rồi. Còn ở riêng rồi. Hẳn ở riêng. Dạ rồi, con gửi hai cô chú nha. Dạ, dạ rồi. Dạ, dạ gửi rồi. Vậy ha, ừ, ừ, ráng nó làm lập nhà cho ba. Dạ, có tiền lập máy rồi nha bà con. Nhớ lập máy nha, đừng mua cho ông uống rượu nha. Rồi, nãy thấy ông say say rồi đó. Ông say say xỉn xỉn rồi đó. Trời ơi, sao vậy tôi. Nãy giờ đang khô ráo tự nhiên giờ. À chà. Mình qua cái nhà kế bên đi kia. Tà Long, Tà Long. Nga coi chừng bệnh đó Nga ơi. Bình thường hả?
nhà cửa gì mà thấy tè le vậy? Thanh niên trai tráng. Rồi, nói chung ai cũng khổ hết. Dạ. Đây nè. Anh ơi. Cũng bị nè, cũng may tà lưa hết rồi. Anh chọn đây chị đó. Đây không? Nè phía trên nè, phía trên mái này cũng bị nè, tóc tóc mái nè. Dạ. Giữa bà ở nữa. Thảm quá. Thôi chắc giúp cho ảnh mấy triệu đi nè. Em ơi, dạ. Rồi anh. Rồi giúp anh 5 triệu nha. Rồi rồi. Coi ấy lại thấy nhà cửa gì thấy để te tua hết trơn, dán rồi nó bay phất phới hết trơn. Dạ. Trên đây còn cái căn nào nặng không? Hả? Căn phía sau nữa hả? À, căn phía sau nặng hơn hả? Hay. Nhìn cảnh bên ngoài thấy ghê quá. Nhìn tưởng tượng. Bày tóc. Ai? Em ở chung với ai vậy? Dạ em ở hai vợ chồng hả? Hai vợ chồng hả? Có con cái gì không? Có, bốn đứa. Mấy đứa? Vợ đâu rồi? Vợ với con đâu? Vợ đi đón con. Con đi học chưa về hả? Dạ. Ban ngày em làm gì? Ban ngày mình làm gì mưa hả? À. Mưa bão mình. Ồ, nhà này. Nhà này cũng xây được nhà tường là giỏi rồi đó. Giỏi là của mình. Hả? Giảm một phần nào đó. À. Rồi kìa, cái nó kêu gì phạch chứ ghê vậy? Bạc. Ồ. Con ấm ngủ ở đây ạ. Rồi mấy đứa con ngủ ở đâu? Thì ngồi chung với bố mẹ. Không, mấy đứa nhỏ em nó ngủ ở đâu? Ngủ chung đây. Là giờ chui vô đây ngủ hả? Dạ. Lợp bằng kiểu vậy luôn hả? Dạ. Mẹ ơi. Rồi. Ồ, gió kìa. À. Bốn đứa nhỏ mẹ nó đi đón rồi. Em trai nãy em qua anh hơi sợ, anh tưởng là sợ người. Ủa nha, nè thôi anh gửi cho em 20 triệu nha. Dạ, cảm ơn. Hơi sợ là người không đàng hoàng qua ấy của bà, nhưng mà thật cũng thưa với bà con cô bác là người đồng bào họ 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 thật sự họ chân chất lắm. Rồi xong rồi anh thấy mấy cậu em này qua đây về đây ngồi thẫn thờ nãy ngồi ngoài cửa thấy thương quá. Vô mới thấy là cái nhà này nặng vô cùng nặng luôn. Đó. Dù cũng cố gắng là xây được nhà tường rồi vợ với bốn đứa con mà cũng được sau cũng đâu được. Nấu ở đây tâm chủ. Chỗ nhà anh em mà cũng không phải là anh em mà. Dạ. Không được.
tầm 10 thôi. Con ấy, đây con ai? Cảm ơn nhà chương trình hỗ trợ cho em tâm lòng bạc, mấy bạc ủng hộ cho em thì em rất là cảm ơn chương trình. Thôi nhưng mà lo làm nhà nha. Dạ. Đừng uống rượu nha. Dạ. Ôi ơi, đã nghèo đã khổ còn uống rượu nữa. Lời là. Lời hơn lời à? Dạ. Làm nhà anh. Đó, đó có bên mặt trận đó, tuần sau mà lên mà không ấy là mai mốt là không ai về giúp đâu đó nha. Đúng rồi, đúng rồi. Có gì chị Phương giám sát giùm. Đó, tuần sau là xã sẽ tại vì nhà thấy nó có 3-4 đứa con nhỏ nữa mà nên là rồi tan nát hết nhà bếp phía sau. Thôi chắc mình chạy về với Ba Lòng để không kịp. Cảm ơn bạn, nhớ nha, nhớ làm nha. Bữa sau xuống xuống đi với chị xuống cái đó. Dạ dạ. Ừ, không. Em cảm ơn chị ạ. Không quay nữa nha. Ra đi bệ 5-6 tầng. Đây còn cái. Ôi cái bay kìa. Đây này, đây cũng bị nữa nè. Nhà này ở mấy người? Mấy người? Nhà cháu mấy người? Cháu 5 người, nhà nợ 3 người. Bên đó là 3 người. Dạ. Nhà cháu bên đây 5 người. Dạ. Là cùng nhà luôn hả? Cùng hộ hả? Hai hộ hả? Hai hộ. Mà bà con hả? Dạ. Bên đây đưa em đến chị. À. Hai em còn hai bên. Lại bố. Bố hả? Chồng đâu? Dạ, chồng mắc cháu, mắc chờ em đi học. Chồng mắc chờ em đi học. Dạ. Ừ. Ủa, mấy nhà cháu bị bay, có bị bay không? Nhưng mà mấy cái tấm mục hết trơn rồi. Dạ. Rồi phía sau nó cũng bay vô. Rồi tối ngủ ở đâu con? Cháu? Tối ngủ bên kia hả? Ở đây mấy cái chỗ này là nước, nó coi như là nước nó dột đầy hết. Bà con ngay cái xã Tà Long này, ngay giáp ngay cái sông, thành ra là cái chỗ này khi bão lên, rồi nước lên nữa. À, coi mấy cái cảnh bên đây đâu có ngủ được đâu, giường díu rồi coi như tè le hết. Đây là bà con. Rồi nó rớt cái này mà có người ô chân đứng đây cả chừng. Cháu mấy đứa? Ba đứa. Trời ơi, để gì nhiều vậy? Này mấy tuổi? Dạ, 2 tuổi rưỡi. Dạ. Dễ thương quá à. Bé này mấy tuổi? Dạ, 1 tuổi. Hey, chú giúp gửi cháu 10 triệu nha. Nha. Ok. Mua cái tấm gì lợp lại phía sau hả? Hả? Con nói gì? Phải mua cái gì để lợp á, lợp phía sau để ngủ chứ, ở đây không mà làm sao ngủ. Bình thường thì cháu ngủ ở đâu? À. Hả? Bên kia là em gái cháu hả? Em gái, em bên chồng. À, cái nhà cái bên là em chồng, có cái sâu 8 mét đó hả? Dạ. Em chồng. Vậy cháu ở vùng khác chứ đâu phải ở vùng này đúng không? Cháu ở một thôn đi cháu. Dạ. Dạ.
Thôi đây đây cháu, đây cháu chú cho cháu thêm nữa. Này chú gửi cho cái nhà kế bên luôn đi ha. Giờ tại giờ chú phải đi á. Đây. Đây nha. Gửi cho cái nhà kế bên luôn nha. Nha. Ok. Đây là hình ảnh nha, kể đến nhà ở đó. Nhà được ăn. Nhà được ăn, nhà tên chị đó. Nguyễn Hữu Ý. Rồi, để cho cái gì chị ghi lại. Nguyễn Hữu Ý. Không, 10 triệu đó. Dạ. Mỗi nhà 10 triệu căn hộ này với hộ kế bên. Trời ơi, con cái nheo nhóc quá. Sáng ơi đi. Dạ, có lẽ mình đến thăm cái nhà này nữa là mình sẽ tranh thủ chạy bây giờ, không còn kịp thời gian nữa. Đây nhà anh này anh bị khiếm thị có mấy. Thôi chào con. Ồ. Rồi cũng tốc máy hết nè. Tắt hết. Ồ, đang làm lúa nè. Rồi dạ. Ồ phải lợp này nó có chống, đang mưa nó có bị dột không? Dạ mưa vẫn dột anh lượng. Dạ ha, không dột hả? Dạ. Đưa cái mưa bạc nó màu. Alo. Dạ. Ủa đang làm gì vậy em? Dạ lúa. Làm lúa hả? Dạ. Ủa không có điện hả? Đây không có điện hả? Đây bà xã hả? Bà xã hả? Em hai vợ chồng mấy cháu? Dạ bốn cháu. Bốn cháu hả? Em bị mất một mắt lúc nào? Dạ 4 năm rồi. 4 năm hả? Em bị gì? Tai nạn lao động hả? Tai nạn lao động bị được cắt cửa ram cho họ còn ông rồi. À. Bộ mặt đó. Rồi. Đây anh gửi nha. Anh gửi cho em 10 triệu nha. Rồi. Thôi phụ em thêm một ít kiếm cái gì lợp nhà đỡ nha. Nha. Rồi thôi anh cảm ơn nha. Rồi. Thôi thôi. Bên ôn nhà tên ấy. Dạ dạ dạ. Dạ. Lợp nhà là dạ. Thôi chắc mình đi. Dạ. 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 Ôi, nhiều hồ hay quá. Thôi đừng nói mất cả mắt kiến nữa nha. Rồi, ok. Ừ, nhét xong túi quần rồi. Đã, thưa quý vị các bạn, vẫn còn một số nhà mà mình không thể đi kịp. Tại bây giờ đã 4 giờ rưỡi rồi, chạy giờ chạy lên Ba Lòng sợ trời tối không có vào kịp. Ngày mai là phải di chuyển lên Quảng Bình rồi. Cho nên là mình phải tạm dừng ở đây. Tại trong khi là cái xã Tà Long. Long này cũng rất là... Đó, mình thấy chịu ảnh hưởng của bão cũng rất là nặng nề chứ. Quý vị các bạn cũng thấy rồi ha. Nói chung là nhiều người khổ quá, nhiều người khó quá mà. Sau cái thời đợt thiên tai này không biết giúp làm sao nữa. Không đông quá. Đó, thấy nhiều người đứng mình cũng thấy xót xa quá mà không có. Dạ. Thôi xin khép lại video này tại đây vậy. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Nếu mà quý mạnh thường quân hay là các anh em nào thiện nguyện thì đó, ở đây là cũng là một cái địa chỉ mà mình nghĩ rằng ở Quảng Trị này ngoài xã A Vao, xã A Ngo. Còn có cái xã Tà Long hả? Tà Long, còn cái xã Tà Long cũng rất là nặng nề. Nên mong quý bà con cô bác của mình thường quân nên quan tâm thêm. Bây giờ thì mình sức người cũng có hạn, mình phải chạy tiếp. Chào tạm biệt quý khán giả.